Ưu điểm của em là hòa đồng, vui vẻ, em cũng có một số tài lẻ. Ví dụ như là em có thể chơi tất cả các môn thể thao, như là võ em cũng học một ít, chạy việt giả, rồi nhảy bao bố, đập chậm, cắm hoa, đi nấu ăn, em có thể tham gia được ạ chị. Em tên là Võ Thanh Dân, em đến từ Tây Ninh, năm nay 29 tuổi, em làm quản lý về mẫu anh. Còn bạn? Em là Nguyễn Minh Trí, đến từ thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay là chuyên viên kỹ thuật. Năm nay em 33 tuổi. 33 tuổi, tuổi con gì? Dạ tuổi Dần. Rồi bên kia 29 tuổi, tuổi con gì? Tuổi Ngọ anh. Hợp không? Hợp lắm luôn. Vậy là khỏe rồi ha, thấy đầu tiên thấy có chút xíu gì hợp rồi đó. Vân ơi, Vân hãy nói một số ưu điểm, khuyết điểm của Vân đi. Dạ, ưu điểm của em là hòa đồng, vui vẻ, em cũng có một số tài lẻ. Ví dụ như là em có thể chơi tất cả các môn thể thao, như là võ em cũng học một ít, chạy việt giả, rồi nhảy bao bố, đập chậm, cắm hoa, đi nấu ăn, em được thể tham gia được hả chị? Điểm yếu là gì? Điểm yếu của em là em hay quên lắm anh. Mấy bạn trong công ty chọc em là super quên á. Em khi mà em thấy người đó nhìn quen nhưng mà em không có nhớ tên ta tên gì, thường em nói trỏng vậy á. Rồi bây giờ anh hỏi em cái người kế bên em tên gì em nhớ không? Như tên Trí phải anh? Vậy thì được rồi đó. Được rồi. Trí nhớ bên kia tên gì không? Tên Vân. Đúng rồi. Trí có ưu điểm gì, khuyết điểm gì? Ưu điểm thì không có thích uống rượu, không thích uống hút thuốc, thích ca hát, có biết thể quét nhà, dọn dẹp phụ dọn dẹp gia đình. Những cái khuyết điểm là cũng hay quên với bạn đó, mà em cũng có một số tài lẻ như là dẫn chương trình, đọc phát thanh hay là ca hát. Và đặc biệt là em theo ca hát được 4 năm á, thì đến năm thứ tư thầy nói, thầy mà như em á, thầy đã nghỉ rồi. Thầy nói vậy đó hả? Dạ. Thôi nhưng mà em sau khi về em rút kinh nghiệm là em nghiệm ra một chân lý là cứ cố gắng đi sẽ đến. Đúng rồi. Bây giờ em giới thiệu chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, và sau đây Trí sẽ hát bài tặng mọi người. Thử coi nè. Minh Trí rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Đây là một chương trình ghép đôi giữa hai cặp ế. Nhưng mà ế là một cái xu thế. Đến với chương trình thì Minh Trí muốn gửi đến quý vị một bài, một ca khúc Mãi Mãi. Những hàng lời Việt được trình bày bởi ca sĩ Lâm Trường. Tuy nhiên ngày hôm nay Minh Trí sẽ hát. Rồi, bắt đầu. Đời đã cho ta gặp nhau từ đây, trái tim hao gầy những tháng năm chờ mong. Biết chăng lòng anh đã bao ngày, người yêu ơi thăm nghe. Em xin lỗi, em quên. Bây giờ thì anh mới hiểu thầy em. Em gái. Dạ. Em đã trải qua mấy mối tình rồi? Có một mối tình chính thức ạ. Còn mấy mối tình râu ria là nhiều không? Nói chung là thoáng qua thôi anh ơi. Thoáng qua? Thoáng thôi hả? Ủa mối tình sao thoáng là thoáng qua em? Cái gì dạng thích xong là đi luôn á anh. Chào cưng. Sao mình trải qua mấy mối tình rồi? Hai mối tình. Vậy mối tình mà gần đây nhất là bao gần lâu? Gần đây nhất là khoảng 2 năm. Do là quen ở xa, quen xa. Em ở đâu? Dạ em ở thành phố. Em yêu ở đâu? Em yêu ở Tiền Giang. Trời ơi vậy mà xa. Gần nó mới dễ đánh anh. Đánh gì? Đánh trận hả? Đánh trận. Tình yêu mà giống như đánh giặc. Vậy giờ bây giờ là vậy thì em có ngại vấn đề mình sẽ yêu xa không? Cũng có một ít, nhưng mà chắc tuổi này thì yêu xa cũng vẫn được. Hình mẫu bạn gái lý tưởng á? Hình mẫu lý tưởng là có tóc. Không lẽ cọc lóc? Ông nội này ai mà không có tóc vậy ông? Khuôn mặt và khả ái, lỗ mũi cao, mắt hai mí, căng khởn. Mũi cao, ví dụ mũi mình chưa cao mình về mình... Không, mũi cao thì mình sẽ có chụp góc cạnh cho nó cao. Thích mũi thấp thì khó, chứ giờ thích mũi cao quá đơn giản. Gương mặt thế nào là khả ái? Mặt anh Linh là không phải gương mặt khả ái nha. Mặt anh không khả ái đâu. Mặt anh là gì anh? Khả ố. Cảm Minh Hằng đi. Cũng được, để coi bệnh coi giống Minh Hằng không? Hay là giống Minh Vượng? Dạ chào anh. Cũng dễ thương mà. Dán tóc lên. Sorry. Tại vì chưa có trải nghiệm lần nào. Đeo ngược lại cứ. Đeo ngược lại. Người ta trồng sau cổ lên, đúng rồi. Ừ, đó. Được chưa? Trời, rung quá. Bình tĩnh. Đeo chậm chậm thôi, nhẹ nhàng, coi chừng ta nín thở đó. Chắc nhờ chị Năm Thư quá. Đây, để Thư đeo cho. Tới Thư đeo không được nữa, tới anh Linh đeo nha.
Rồi, okay. Đó. Rồi. Đó. Anh có thể leo núi được không vậy? Cái chuyện đó là có thể. Và anh đã từng trải nghiệm leo núi nhân tạo luôn rồi đó. Ờ, anh có thể leo được cái núi Bà không vậy? Núi Bà hả? À, Phú Tư. Tại bữa nào vậy mình leo núi bữa nha. Okay. Về mặt khoảng cách thì anh nghĩ là không có lo lắng gì. Vấn đề là khi mà ngỏ lời xuống á, lên Tây Ninh chơi á, thì không biết em có sẵn sàng hay không. Dạ, ví dụ như sẽ cuối sẵn tuần. Sàng. Ok. Không biết là ở Tây Ninh thì em có thể giới thiệu ở đây với khán giả luôn là có những cái đặc sản gì hay. Tây Ninh của em á thì có muối. Dạ, có muối Tây Ninh nè, à. Có bánh tráng trộn. Anh thích ăn bánh tráng trộn thì trộn cho anh ăn. Ok. Anh ăn cay được không vậy? Ăn cay vừa thôi, tại vì anh từng ăn cay món Thái á, miệng nó sưng lên dữ lắm. Sưng lên thì khỏi môi hoa son anh, cũng đẹp vậy. Hai người có cãi lộn với nhau, anh có phải là người xin lỗi trước không? Đương nhiên là anh sẽ người là xin lỗi trước rồi. Nhưng mà khi mà em đang nóng thì anh sẽ đi. Để khi nào em bớt nóng rồi anh sẽ xin lỗi. Giận là em hay im lặng lắm rồi sao? Anh cũng vậy. Anh hay vậy im là lặng. Chiến tranh lạnh hả? Chiến tranh lạnh chừng một ngày thì được, hoặc nửa ngày thì được. Em có ngại chịu làm dâu không bé Vân? Dạ không ạ. Nếu mà hai bên tìm hiểu nhau á thì khoảng chừng 6 tháng là anh sẽ có thể ngỏ lời. Yeah. Không biết em như thế nào? Dạ coi thì tình cảm tới đâu anh. Thường á thì thứ bảy chủ nhật á em có thích đi vào những quán cà phê ngồi để mà giải trí nghe nhạc hay không? Thì thường thường em chủ nhật về là em thường chơi với cháu. À, nếu quen nhau rồi thì anh thấy những cái bộ phim nào hay á thì anh mời em đi, em có đi không? Dạ cũng được. Không biết em thích loại bộ phim gì? Dạ em thích phim hoạt hình. Anh thích phim gì? À, phim hành động, em thấy anh múa máy tùm lum là biết rồi đó. Nhưng mà em thì thích phim hoạt hình thì sao? Vẫn đi xem được. Nếu mà quen nhau như vậy thì một tháng sẽ gặp nhau bao nhiêu lần? Thì anh có thể lên Tây Ninh một tháng bao nhiêu lần ạ? 4 tuần, anh có thể đi hết 4 tuần. Ồ vậy hay quá, được quá. À, bạn gái cũng nói bạn từng học võ. Bạn anh gái học võ gì anh? À, Vịnh Xuân Quyền. Làm thử nửa bài coi chơi. Đúng coi. Rồi. Bên đó học Vịnh Xuân Quyền, của em học gì Bobby Nam? Em Taekwondo chị. Rồi. Mà này đi múa. 3, 2, 1, xuất. Trời ơi. Cảm ơn hai bạn. Hai bạn mà có thành đôi á, xong cái về nhà cái vụ cái lộn nè nhẹ đi, xong bên Vịnh Xuân Quyền nọ, bên Taekwondo không bên nào dính bên nào. Vui. Hai đứa giận nhau mạnh đứa nào đứa võ nhìn cũng mắc cười lắm á. Vui. Nãy giờ thì các bạn nói chuyện với nhau, có thể đùa với nhau, có thể vui với nhau. Nhưng đã đến lúc ta lắng lòng mình lại, để tay vào nút bấm các bạn. Nhắm mắt lại và lắng nghe con tim mình nào. 3 2 1 Hết thời gian. Tại sao em nói cô gái này rất là xinh, rất là dễ thương mà tại sao em không bấm? Dạ cái cảm xúc nó chưa có rung động nhiều. Cũng đúng đó. Chúng ta đừng dối con tim của mình. Dạ. Bởi vì em không bấm thì có rất nhiều chàng trai đang theo dõi chương trình truyền hình sẽ bấm cho cô gái ấy. Dạ. Quà tặng dành cho hai bạn là một cặp gói cao su thiên nhiên đến từ công ty cổ phần Vinalatex. Nêm cao su thiên nhiên Vinalatex, nêm tự hào cao su Việt. Gửi tặng mỗi bạn một bộ mỹ phẩm chăm sóc da của One Today gồm kem dưỡng trắng da mà, kem dưỡng trắng da toàn thân, sữa rửa mặt do công ty mỹ phẩm Đăng Dương sản xuất và phân phối trên toàn quốc. Việt Nam Cacao gửi tặng mỗi bạn hộp sô cô la đa vị do Việt Nam Cacao sản xuất. Việt Nam Cacao chúc hai bạn sớm tìm được tình yêu ngọt ngào như những thanh sô cô la này. Phần quà dành cho mỗi bạn là một nồi cơm điện đến từ Akino. Rồi, chúc các bạn sớm tìm được nửa yêu thương của mình nha.